Ngày hôm nay chúng con có nhận được tin vui vãng sinh, vô cùng hoan hỷ. Con kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp cho con tới camera Diệu Huyền Bắc Ninh. Xin nhóm Diệu Huyền Bắc Ninh đọc tin vui vãng sinh ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con nói bên này nghe được không ạ? A Di Đà Phật, dạ chúng con nghe được ạ. Dạ mời cô đọc ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính bạch lão Cư Sĩ Diệu Âm, kính thưa chư vị liên hữu đồng tu. Dạ đạo tràng chúng con cùng gia đình vô cùng hân hoan xin được báo tin vui. Phật tử Nguyễn Quang Tường, pháp danh Diệu Âm Quang Tường, trưởng ban hộ niệm Liên Trì Bắc Ninh, đã niệm Phật tới hơi thở cuối cùng, cùng gia đình và ban hộ niệm sau 12 giờ niệm Phật đã để lại thân tướng vô cùng viên mãn. Sinh thời, bác Tường là người tu niệm Phật, tin sâu nguyện vãng sinh tha thiết, khi gặp được pháp hộ niệm lại càng tinh tấn hơn, chuyên sâu nghiên cứu pháp hộ niệm và tin tưởng tuyệt đối vào pháp hộ niệm và lão cư sĩ Diệu Âm. Bác là người có công lao rất lớn trong việc hộ niệm và triển dương pháp hộ niệm và hỗ trợ thành lập được nhiều ban hộ niệm ở Bắc Ninh và các vùng lân cận. Luôn khuyên bảo các thành viên và các bạn đồng tu chuyên nghe học một pháp hộ niệm, một lão cư sĩ Diệu Âm làm thầy. 15 năm qua đã tiến đưa được rất nhiều ca vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng A Di Đà Phật là trưởng ban hộ niệm lâu năm, tinh tấn như vậy nhưng cuối đời vẫn mắc sơ suất vì bị nghiệp chướng nghiệt làm cho bác có phần bị thối tâm. Gần một năm gần đây bác bị bệnh ung thư gan, bác không tham gia đi hộ niệm, chuyển sang nghiên cứu chế biến thuốc đông y chữa bệnh, không được kéo dài tuổi thọ, không chịu niệm Phật nhiều như trước nữa. Thế mới biết nghiệp chướng của chúng sanh lớn như thế nào. Thời kỳ cuối, gia đình đã mời ban hộ niệm cho bác, khai thị cho bác lại khai thị ngược lại cho người hộ niệm. Bác nóng tính hơn, hay nổi sân và khó chịu, chọn người khai thị mà vẫn không nghe. Mỗi lần chỉ niệm Phật ít phút là bác bắt dừng ngay. Được hướng dẫn thì bác bảo nói nhiều, nói lắm thế. Hộ niệm ra về thì bác nói chuyện bàn thảo với những người mà bác dạy hướng dẫn làm thuốc thì không hề biết chán. Hôm nào cũng vậy, họ không đến nhà bác chơi thì hôm sau bác lại đi đến nhà người ta và phòng thuốc liền. Dạ con nhận định bác Tường như vậy khó có phần vãng sinh, con đã nhờ cư sĩ Minh Đạt chỉ bày hướng dẫn ban hộ niệm, nên ban hộ niệm đã khai thị cứng rắn, yêu cầu bác phải buông xuống hết những lý niệm này. Cả đời đi hộ niệm, bác hướng dẫn người bệnh như thế nào mà bây giờ lại như vậy? Một là bác nghe lời làm theo thì hộ niệm, hai là gia đình đi thỉnh mời ban hộ niệm khác, nhưng bác vẫn quyết định là Diệu Huyền và đạo tràng phải hộ niệm cho anh. Sau những lần khai thị rõ ràng, bác đã nhận ra và bác Tường đã thành tâm sám hối, quyết lòng niệm Phật vãng sinh để báo ơn chư Phật, báo ơn lão cư sĩ Diệu Âm và đạo tràng. Bác Tường đã hứa sẽ làm tấm gương cho các thành viên và gia đình, chứng minh cho bác pháp hộ niệm là đại cứu tinh cho tất cả chúng ta một đời này có cơ hội thành đạo. Và đúng thật, bác Nguyễn Quang Tường, pháp danh Diệu Âm Quang Tường, đã giữ đúng lời hứa. Vào ngày 22 tháng 3 âm lịch, bác có nói với con, Dự Huyền ơi, một tháng nữa anh đi. Và đến ngày 12 tháng 4 âm lịch, ngày chúng con hộ niệm cho bác lại bảo con một lần nữa, Diệu Huyền, ngày 19 là ngày sinh nhật anh và ngày anh ra đi cũng song hành kỳ đấy, nên em dự định như thế nào? Con bảo ngày nào mà bác Tường về Tây Phương Cực Lạc
thì đều chúc mừng cho bác hết. Vì bận rộn quá nên con quên mất. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 22 tháng 4 âm lịch, là tròn đúng một tháng, bác Tường đã ra đi. Trước lúc ra đi còn giơ tay chào mọi người và bái Phật. Tâm rất hân hoan cùng tiếng niệm Phật của gia đình và đạo tràng. Sau 12 giờ hộ niệm, niệm Phật cho bác Nguyễn Quang Tường, hương linh để lại thoại tướng toàn thân lạnh hết. Trên đỉnh đầu còn âm ấm, thân thể mềm mại. Gia đình và đạo tràng tiếp tục niệm Phật tới sáng hôm sau là hơn 7 giờ đồng hồ nữa. Thân tướng càng đẹp hơn và lạnh, toàn thân lạnh hết. Chúng con tin tưởng bác Nguyễn Quang Tường đã vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hương linh đã độ được cho mình, cho thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả các bạn đồng tu chúng con ạ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Liệm Phật là nhân, thành Phật là quả, liệm Phật thành Phật. Chúng con xin gửi tới lời cảm ơn Thầy Diệu Âm Minh Trì, cảm ơn Cư Sĩ Minh Đạt đã hướng dẫn ca hộ niệm. Chúng con cảm ơn gia đình và toàn thể các bạn đồng tu đã hộ trì hộ niệm cho ca của bác Nguyễn Quang Tường, pháp dâm pháp danh Diệu Âm Quang Tường được viên mãn. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đại chúng là một chào phá tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của ban hộ niệm và gia đình, đặc biệt là tri ân chư Phật đã mở ra con đường hộ niệm để một phàm phu như chúng con, nhờ có nghiên cứu kỹ phương pháp niệm Phật hộ niệm, biết được quy luật trợ niệm, quy luật vãng sinh, thực hành như lý như pháp, mà một phàm phu như vậy biết trước ngày giờ ra đi với thân tướng bất khả tư nghì, hương linh bác Nguyễn Quang Tường đã làm tấm gương niệm Phật hộ niệm như lý như pháp để chúng con đời này quyết lòng niệm Phật nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà, đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Xin đại chúng hãy trân quý, nghiên cứu và xiển dương lan tỏa phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh để nhà nhà, người người, ai ai cũng có phước phần đi về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật.